Việt Nam Hồ Chí Minh, 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 Việt Nam Hồ Chí Minh. Một tay lên, một tay lên mama. Hoy se comunidad de suerte, ¿eh? Feliz Natal, una festa grande, muy comida hoy. Vamos acá, Lola. Sí. Hoy es muy comida, ¿eh? Vamos. Azura, Martín, amigo. Azura. Guarda, ¿eh? Hoy. Hôm nay là khánh của mấy anh em trong team thì đã mang các món quà của Mạnh Thường Quân. Ôi xin mặt tên đó đi, để vô đi về đi. Khánh cùng anh em trong team mang món quà Giáng sinh của Mạnh Thường Quân gửi tặng bà con trong bản. Amigo Azura, tira hả? Tira. Tira. Sao túi gì đấy? À rồi. Bố cho mọi người chuyển đây này, có sắp xếp đi. Mucha comida, ¿eh? Mamá, mucho sal. Bà con rất là mừng các bác. Ăn đi quá kì. Sale tira, me dio ya. Rất vui luôn các bác. Yeah.
Mới. Bây giờ Khánh Na cùng anh em trong team là sẽ chia. Đôi. Rất vui và hạnh phúc luôn các bạn. Nhiều quà quá các bạn ơi. Xong hết rồi bố. Rồi ok. Comedy Daddy.
Patrocinado Việt Nam đảo mà Presidente Bafesa Latao Alô Grande. Hoje muito comida, depois comida e fazer festa grande. Tá bom, babá. Cảm ơn chị nè. Ngày hôm nay rất là mừng nữa là babá ra kinh là ra thành phố xa. Babá khỏe rồi. Nào hôm nay babá có mặt ở đây để nhận quà luôn em. Hôm nay rất là vui cho bạn nào 16 hộ. Một ngày rất là hạnh phúc. Một món quà rất là lớn và rất là đặc biệt được gửi từ Việt Nam của hai mạnh thường quân các bạn. Mạnh thường quân đầu tiên. Mạnh thường quân đầu tiên đó là cô Cẩm ở Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì là có gửi cho Huy Khánh là 10 triệu đồng. Bảo Khánh là mua quà Giáng sinh cho bà con 10 triệu đồng thì là Khánh mua được những gì. Thì là cô dặn Khánh là mua một thùng mì Mì Ý, một chai dầu ăn, một cân cá khô loại to, 2 cân muối và chục cân gạo. Chục cân gạo ạ. Đó là món quà của cô Cẩm ở Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai gửi tặng bà con bản làng 16 hộ. Còn mạnh thường quân thứ hai, một mạnh thường quân thứ hai là ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam, đó là cô Anna Duyên, là có gửi cho Khánh là 3 triệu đồng, bảo Khánh là mua một gói quà để gửi tặng bản làng 16 hộ chúc mừng Giáng sinh. Món quà Giáng sinh mà cô gửi tặng từ đất nước Phần Lan, đó là tấm lòng vàng của hai mạnh thường quân và cho Huy Khánh thay mặt bản làng 16 hộ xin chân thành cảm ơn hai mạnh thường quân. Bà con thực sự là quá vui và quá hạnh phúc khi nhìn thấy Khánh cùng với chú với cả anh em trong team mang những cái món quà như thế này mang xuống để cho bà con là mừng Giáng sinh, quà Giáng sinh và chào đón là chuẩn bị năm mới 2024. Hai cô đã đồng hành cùng với Huy Khánh để hỗ trợ bản làng 16 hộ, thực sự là Khánh rất là vui và cảm động. Khánh xin chân thành cảm ơn hai cô nhá. Thì là bây giờ là Khánh xin phép là sẽ cho các món quà cho tất cả các ba mama có mặt ở đây ngày hôm nay. Comunidade! 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 Hoje é muito comida! Hoje é comida patrocinado! Lá o presidente! Comida Feliz Natal! Pagando novo! Tá bom? Tôi patrocinado. Tôi Merimê. Khánh qua quên một chút nữa là món quà của cô Cẩm là còn hai hộp bánh của em nhỏ nữa, là vừa Khánh để ở giữa. Đây món quà của cô Cẩm là món quà mà 10 triệu của cô Cẩm là gửi cho Khánh. Đây là của cô Cẩm ạ, cô Cẩm Tam Hòa, Đồng Nai. Còn đây là món quà của cô Anna Duyên ở Phần Lan. Thì là Khánh để theo một hàng này để chia cho bà con cho dễ. Đôi patrocinado á. Ông patrocinado. Ba comida si. Massa. Ô liu. Sa li. Bay si. Arroz. Cùng. Buraça. Outro patrocinado. Aqui. Fato. Đây là cái túi quà của cô Anna Duyên ở Phần Lan là gồm có những gì ạ? Là gồm hai chai dầu ăn loại nhỏ này và một gói là mì massa Ý này và một bịch sữa tươi một loại 1 lít này và một gói phun bột ngô này, một hộp sữa đặc kiểu sữa ống thọ này, một túi gạo này, một gói bột làm bánh này và một túi đường. Đây là món quà của Anna Duyên ạ. Agora a comunidade fala junto, batendo obrigado, dois patrocinados. Tá bom, obrigado, acabou, mãe, tá bom. Tá com a sua mão.
vui và hạnh phúc ạ. Gửi tặng món quà chân quý nhất của Mạnh Thường Quân, gửi tặng đến tất cả bà con 16 hộ ở đây. Thì là một lần nữa là khánh tay mặt bà con và cảm ơn tấm lòng vàng của hai Mạnh Thường Quân, đó là cô Cẩm ở Tam Hòa Biên Hòa Đồng Nai và cô Anna Duyên ở Vân Nam đã gửi tặng món quà rất là ý nghĩa. Thật sự là bà con rất là vui và hạnh phúc. Khánh xin chân thành bà con cảm ơn các cô nhá. Thì là bây giờ là Khánh xin là cầu nối thay mặt hai Mạnh Thường Quân là trao những món quà rất là to lớn này đến bản làng 16 hộ, bắt đầu từ Ba Gia Kỳnh. Aki Komi Đá, đôi Batrado Việt Nam, Manda Tarazek Komi Đá Aki, Martin Tamaba. Agradeço bastante pela oportunidade que pelo menos nos abasteceu. Não tínhamos água, agora temos água, temos milho, temos batata, temos cebola, também, felizmente, mesmo na dentro da minha casa, tenho saúde, temos a energia, temos de tudo! Tá bom! Aqui, te amo, vamos lá!
Vamos, aqui. Tudo você, lembra que estava lá? Obrigado. Azura bem, hein? Azura bem, comunidade, tá bom? Bem, comunidade, patrocinador, tá? Para pensar, vem de Natal, hein? É, Fala, muito comida, muito. Você já vem fazer pensar. Feliz Natal, grande. Ano novo, ano novo. Tá bom. Tá bom. Ajuda a comunidade, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom, Vietnã. Con hai phần quà nữa các bạn. Con hai phần quà là con phần quà của ba ba. Ăn tô liều grande là ba ba đi mổ. Ba ba đi mổ là chưa về các bạn. Ba ba đi mổ là chưa về. Là vẫn ở trên viện. Thế là Aki ba ba tô liều canh cây đất sẽ về. Mama mama. Anh bảo mama gracias là nhận họ mama tô liều. Mama Aki. Tạm không? Mama gracias. Bạn đã hả? Tiếp tục là còn một món quà nữa là của Mama Rosa. Mama Rosa này là cũng không có mặt ở đây. Mama con Mama ốm là Mama cũng phải đưa đi khám, tức là Mama không có nhà. Thế là Mama đấy sẽ đưa ra dù đá đấy. Sì. Cảm ơn. Cảm ơn. Bà con thật sự là rất là vui luôn ạ. Thật sự là rất là vui và hạnh phúc ạ. Khánh đã hoàn thành, đã trao, đã làm cầu nối yêu thương. Thật sự là Khánh rất là vui. Kênh YouTube của Khánh là vẫn rất là còn nhỏ nhưng đã nhận được sự đồng hành, nhận được sự quan tâm và những đóng góp ý tưởng và những sự giúp đỡ của các mạnh thường quân của Mimi Khánh để hỗ trợ bản làng người xã hội. Anh rất là vui các bạn. Anh hy vọng rằng trong thời gian tới vẫn tiếp tục nhận được sự tin yêu của quý vị và khán giả nhé. Hello, Mỹ La Tàu, La Tàu, La Tàu. Aki comunidade pela tá grande. Grande lá, grande lá, grande lá. Baba, baba, baba. Alô. Baba. Agora vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Thực sự là quá vui luôn các bạn. Thực sự là đến đây giờ phút này thực sự là quá hạnh phúc luôn. Thực sự là cánh nối nơi của mọi người đây mọi người vui quá à. Cảm ơn. Ma tao. Ma tao. Nhớ số ba cô trong ngày vui đại thắng. Lời của bác đây là chiến thắng huy hoàng. 30 năm nước tranh giành tròn vẹn non sông. 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh. 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 Mọi người thế là bây giờ là Khánh tiếp tục trao món quà của cô Cẩm ở Tam Hòa bên Hòa Đồng Nai là gửi tặng các em nhỏ là 2 thùng bánh. Thế là Tisico, Mama Baba, Mama Baba, Mama Baba. Azura Martin, Fazafi, Tudo Kalianza, Martin Da, Bia Azura, Tisico, Sebe Azura, Galut, Essen, Kalianza, Aki, đây là giờ Khánh bảo bà con đã xếp hàng các em lại. Galut cùng Essen, DVD Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Aki, kalian sa. Ini Natal, Toma. Para obrigado. Obrigado. Cảm ơn. À, tamo. Em biết cảm ơn anh Việt Nam. Cảm ơn anh Việt Nam. Tamo. Cảm ơn anh Việt Nam. Anh bảo các em nói cảm ơn anh Việt Nam. Tamo. Tamo. Mama. 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 Được rồi, là quá vui rồi, vui rồi các bạn. Bây giờ là Khánh cũng vừa cho tất cả các phần quà cho các ba ba mama đã hoàn thành nhiệm vụ mà Mạnh Thường Quân gửi gắm, tin tưởng Khánh, gửi gắm cho Khánh là cầu nối yêu thương để trao tặng tất cả món quà ý nghĩa đến tất cả bà con cả làng 16 hộ. Thì là một lần nữa Khánh xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ. Cảm ơn cô Cẩm ở Tam Hòa, Biên Hòa Đồng Nai. Cảm ơn cô Anna Duyên ở Phần Lan ạ. Cảm ơn cô chú, các anh chị xem video của Huy Khánh. Thì là ủng hộ Huy Khánh, cho Huy Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký. Khánh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhá. Cảm ơn. Mama đã sao? Hôm nay mama ra kinh khỏe rồi các bạn. Rất là vui luôn ạ. Quá hạnh phúc luôn, đứng dưới cột đèn luôn các bạn. Quá là hạnh phúc luôn. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé.